Alo, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người đến kênh của em nha. Thì hôm bữa em làm mấy cái video mà về mấy cá lóc mà mini anh em. Thì có mấy anh em thì người ta bảo là con cá đó khó nuôi đồ này kia. Và cũng kêu em là hướng dẫn về là cái cách nuôi mấy cái cá lóc đó anh em. Thì hôm nay sẵn tiện em quay lại cho anh em là về mấy cái mồi đó, thức ăn dành cho mấy cá lóc đó, với lại là nó có dễ nuôi hay không. Thì em sẽ làm trên cái video này luôn cho anh em tham khảo luôn nha. Nếu mà anh em nào có đang nuôi về mấy bé mini á thì có thể xem qua cái video này luôn nha. Đây nha mọi người, thì hôm bữa là mấy cái cá là 5 con này, 5 con Barito á. Thì tình trạng nó ok nha anh em. Con nào nấy ăn nó thả diều nè anh em. Còn mà mồi tươi mồi mà để cho mấy bé cá này ăn á, thì đầu tiên á là mấy bé cá mà size mini cỡ 2, 3, 4, 5 đó anh em. Nếu mà anh em mà muốn cho nó mau lớn á thì anh em có thể là cho nó ăn tuần chỉ, hoặc là anh em hút luôn cũng được. Cho nó ăn số lượng, chủ yếu là anh em cho nó ăn vừa đủ anh em, để cho nó càng ngày nó ăn nó dễ tiêu hóa và nó sẽ mau lớn hơn. Còn không thì ở dưới đầu này thì anh em cũng có thể là cho nó ăn sâu cũng được. Sâu mà mấy con sâu mà sâu nhỏ anh em, sâu mà sâu gạo ở ngoài tiệm chim cá cảnh rồi thì anh em cũng có thể cho nó ăn qua mấy con sâu đó cũng được, nhưng mà anh em cắt nhỏ ra nha. Nhưng mà sâu thì được cái là khi mà anh em cho ăn thì nó sẽ dễ làm dơ cái hồ nước lắm. Nó còn mà về trùng chỉ thì nếu mà anh em nào mà nuôi mà cho nó ăn trùng chỉ thì nè, đây nè anh em thấy không? Nếu mà anh em đang nuôi mấy cá mini á thì anh em nên là có một cái dĩa hay là một cái chén vậy nên anh em bẹo bỏ vô, chứ không thì trùng chỉ nó sẽ lắng xuống ở dưới đây nè anh em, nó sẽ chung xuống với cái nền sạn gốm này. Thì nếu mà bé cá nào nó ăn hết ok á thì không sao nha anh em. Còn ví dụ như mà để lâu quá cái nó lắng xuống dưới thì nó không sống được anh em, cái nó làm dơ cái nguồn nước của anh em. Nên là khi mà anh em cho ăn trùng chỉ thì anh em nên là có cái chén hoặc là cái dĩa gì đó anh em bỏ vô cho nó ăn nha, thì hợp lý nhất. Còn không thì nếu mà con cá ở size này thì bắt buộc là anh em phải cho nó ăn trùng chỉ hoặc là trùng huyết đông lạnh thì anh em là nó dễ ăn nhất. Còn mà về size mà tầm size 5, 6, 7 trở lên á thì anh em có thể là cho nó ăn qua là sâu xay trung, hoặc là cho nó ăn qua tôm cắt nhỏ cũng được anh em. Nhưng mà anh em phải cho nó bổ sung kèm theo là một xíu về men tiêu hóa nha, để cho cái cá của mình nó được dễ tiêu hơn anh em. Tại vì size nhỏ thì cái vấn đề mà tiêu hóa của cái cá nó hơi kém anh em. Nên là anh em cho nó ăn thì anh em nên là cho có kèm theo một xíu về men tiêu hóa thì nó sẽ đảm bảo hơn. Còn mà bự bự hơn xíu thì anh em cho nó ăn qua sâu xay trung rồi sâu tôm cắt nhỏ ra cũng được. Còn nếu mà bự hơn xíu nữa thì anh em cho nó ăn qua dế. Nhưng mà chủ yếu là cho ăn thì anh em nên là cho nó ăn thức ăn phù hợp với cái cá của mình thì nó sẽ đảm bảo. Còn khi mà anh em mà nuôi về mấy cái cá mini nè, đặc biệt là về nguồn nước nha anh em, anh em phải xử lý cho nó đâu đó nó ok thì cái tỷ lệ mà nó sống rồi anh em thì nó sẽ đảm bảo được 100% hơn. Chứ khi mà anh em nuôi mấy cá nhỏ này mà không có xử lý nguồn nước thì nó dễ bị bệnh rồi nó dễ hẹo lắm, nên là anh em chú ý giúp em về mấy vấn đề đó nha. Còn bây giờ thì sẽ quay sơ về mấy bé cá của em cho anh em xem luôn nè. Đây nha anh em, đó bé này thì là em đã trải nghiệm thử cái cắm mà Yana Blue anh em, để trải nghiệm qua cái phần bản batit đó. Thì nói chung là ban ngày thì anh em quay thì nó sẽ hơi mờ một xíu nên là anh em thông cảm nha. Đó, anh em để ý cái phần batit ở phía trên nè. Đó, lúc trước là mới về đúng không, là nó sẽ không có cái kiểu nhưng mà nó hơi mờ cái này, nó không có luôn. Nhưng mà khi mà sử dụng qua thì em thấy nó cũng ok hơn nè. Đây anh em, anh em thấy là cái phần batit ok không? Nó chỉ lại bé cá này cực kỳ sung luôn. Còn tổng thể ở đây nè anh em, đó nói chung là cái hồ này là mấy đứa bạn nhiễm qua nó bắt hết rồi. Còn có mấy con nè, còn con tiểu hoàng đế nè. Bên này là mấy yellow sen, nói chung là sắp tới thì em sẽ chơi chuyên về là mấy bé vảy rồng anh em, thì nó sẽ ok hơn. Mình tập trung vào chơi một môn luôn thì em sẽ đảm bảo là mình cách mình trải nghiệm nó cũng sẽ tốt hơn anh em. Còn bên đây thì là mấy bé underground nè, còn bên đây là bé Barito Ulacabert, còn bên đây nữa nè anh em, Barito nữa. Bên đây là quay xanh hít đột biến, còn đây là underground. Còn dưới đây là mấy bé băng calabun với lại xanh bít nữa nè. Còn nó vây xanh hết với lại con Barito Banyagit anh em. Còn ở góc kia thì nó sẽ là mấy cái con riêu. Có con riêu mà đợt trước thì em bắt ra phơm á mà em không bắt, em để lại luôn anh em. Đó, hôm nay cũng ok rồi. Còn bên đây, đây là đó, anh em thấy không, yellow sen nha anh em. Còn đây bé nữ quen, còn đây là tiểu hoàng đế nè. Nói chung là em khi mà ban ngày anh em ít khi nào mở đèn lắm,
nên là cái cá nhìn màu mè nó chén lắm, với lại là nó không có được sung nhiều anh em. Với lại... ok cho anh em. Đây là hôm bữa là 5 con đúng không? 5 con Yellowstone. Nhưng mà thằng em nó qua nó bắt hết con, là cái lời clip trước em có nói đó, là nó qua nó bắt hết con, còn lại 4 con thì để em dưỡng thôi đó. Ok, xong rồi em sẽ bắt nó ra farm luôn em. Còn bên đây nữa, bên đây bé Barito mà nằm ngay đây nè. Còn khi mà anh em hỏi em là trữ trùng chỉ như thế nào, đây nè em, trùng chỉ em cứ đẩy là mực nước là bằng với lại cái cục trùng chỉ, cao lên cỡ xíu anh em. Đó, rồi mình cắm cái cục oxy vô là mình trữ đâu đó chắc cũng trữ được 5 ngày là bình thường đó anh em. Ok nha. Còn mà mình vấn đề mà trùng nữa thì hôm bữa em cũng có làm clip thì cũng có mấy anh em hỏi là trùng mình trữ như thế nào thì cho nó hiệu quả và nó sống lâu anh em. Mình trùng thì đơn giản thôi anh em. Anh em chỉ cần là lấy ra tro trấu nè, một miếng tro trấu với phân đất trồng với lại là sơ dừa anh em. Đó, rồi xong anh em chế nước vô cho nó ẩm. Và cứ như vậy là anh em bỏ trùng vô và anh em đẩy là nó sẽ được lâu hơn. Đây em mở lên cho em, lấy lên cho anh em xem. Đây nè anh em. Đó, trùng thì em cứ làm như vậy và trữ. Nếu mà anh em nào có diện tích rộng rộng thì mình chơi luôn, cho nó bự bự thì mình nuôi cho nó đẻ luôn em. Nó cũng ok lắm. Còn vậy thì nếu mà cũng được, nó cũng đẻ bình thường á, nhưng mà nó không có bằng so với là mình để qua cái diện tích rộng. Mấy cái này thì qua một cái rỉ màu với lại mấy bé ấy nè em, mấy bé ba đuôi rồi, còn mấy bé phơm rồi, mấy bé cá phơm. Còn đây là cái hồ mà hôm bữa là em sẽ úp qua cái mén bò nè để nuôi mấy bé cái cá lóc đó. Nhưng mà cái nước này là em mới xả qua một nước rồi em vô lại anh em, bỏ một nước rồi thì nước này là cái nước thứ hai, nhưng mà sẽ xả một lần nữa anh em, ba nước cho nó đảm bảo cho nó ra hết mấy cái chất mà xi măng rồi thì lúc đó nó sẽ ok hơn nha. Còn đây nè anh em, đây là cái bé lóc đồng mà hôm bữa là mấy anh em đòi hỏi nhiều quá đó. Đâu mất tiêu rồi ta, ủa nó trốn đâu mất tiêu rồi anh em. Đó, bé lóc đồng thì em bắt em bỏ ra đây rồi. Đó, còn ở trong đây thì em sẽ bắt bỏ con Yellowstone bự đó nè, để phơm luôn ở trong đây luôn. Nhưng mà cái này thì nó hơi tối anh em không thấy được. Ok cho anh em. Còn về mùi sâu đó thì em có để sẵn nè anh em, cứ mà cho nó ăn cám xen kẽ vô. Đó, nói chung là mấy cái cá này thì em sẽ cho nó ăn là về cám black lemon đó nè. Đó, còn anh em nào mà muốn mua thì bây giờ là đang ngưng lại rồi anh em, Tết đó, nên là ngưng lại. Là qua Tết nếu mà anh em nào muốn đặt hàng đó, thì cứ bấm vào vô trong cái phần mô tả. Em có để cái đường link anh em bấm vô đó để mua đặt hàng cá mô lách nha. Với lại là mấy thức ăn hỗ trợ màu đó thì ở trong đó em có ghim hết ở trong đó rồi. Thì anh em cứ muốn mua mấy cái sản phẩm đó thì anh em cứ bấm vô đó đặt hàng. Với lại là mấy cái phụ kiện dành cho mấy bé cá lóc nữa anh em. Đó, chẳng hạn như mấy bơm rồi vật liệu lọc rồi ba la anh em. Đó, thì nếu mà anh em có muốn mua thì anh em cứ nhấp vô cái link đó nha. Còn qua bên đây ấy, thì mấy bé cá mà đợt trước mà em phơm bằng mấy cái keo anh em, keo 20 lít này, thì tình trạng nó như vậy. Nói chung là mấy bé cá nó còn nhỏ này. Nó còn nhỏ nên là em cho nó kèm heo oxy cho nó đảm bảo đỡ bị hao hụt về số lượng anh em. Còn đây nè, đây là bé cầu vồng mũi sắt này nè, bắt ra phơm luôn. Đó, với lại là cái con pháo hoa đốm vàng anh em, đó hai con bắt ra phơm thử luôn. Hôm bữa thì có mấy ông cứ bảo là mấy con lóc lạnh đâu không có phơm được đâu anh, bắt ra chơi luôn thử coi như thế nào. Đó, nhưng mà bắt ra thì nó vẫn sung anh em. Đó, nhiệt độ ở ngoài đây thì nói chung là nó cũng không có lạnh lắm, nhưng mà kiểu như cá mình nuôi nó quen rồi anh em thì nó không sao hết. Anh em được thì có thể trải nghiệm giống như tôi. Đó, kiểu vậy. Đó, còn về mấy cái vấn đề mà keo rồi này kia thì mấy cái này thì chờ khi mà nó đủ, ví dụ như mà mình phơm anh em
thì tới cái giai đoạn nào thì tôi sẽ bắt lên hồ. Còn mà anh em mà chơi thì nên là xác định từ lúc đầu khi mà mình phơm á, thì trước khi mà phơm á thì anh em nên là tập cho nó ăn cám đâu đó. Nếu mà phơm bằng cám thì anh em nên tập cho nó ăn cám đâu đó xong xuôi nó đi rồi anh em đem ra phơm cho nó ăn cám thì nó sẽ quả, nó đỡ làm dơ nước của anh em nha. Còn mà về mấy cái vấn đề mà đem ra phơm như vậy thì anh em nên là tìm cái chỗ nào cho nó hợp lý, giống như em nè anh em. Đó, thì ban ngày nó có nắng, xong rồi tới trưa buổi sáng thì nó có nắng nó chiếu vô, còn buổi trưa anh em thì nó chỉ hanh nắng thôi, nó không có làm cái nguồn nước của anh em nó bị quá nóng, nên là phơm nó quá ok luôn em. Còn mà mấy bé này thì đến giai đoạn mà em xác định là nó ok anh em sẽ bắt lên và em show cho anh em xem luôn nha. Thôi video ở đây cũng dài rồi anh em, thì chắc em xin phép hẹn anh em vào mấy cái video sau nha. Em sẽ cập nhật lại tình hình của mấy bé cá này cho anh em xem luôn nha. Bye bye tất cả mọi người. Còn anh em nào muốn em làm video về chủ đề gì thì anh em cứ bình luận ở dưới video này nha. Em sẽ cố gắng ra thật nhiều video cho anh em xem luôn nha.